Chiều 14 tháng 10, làng giải trí Hàn Quốc chấn động trước thông tin cựu thành viên EXO Sun Li qua đời ở tuổi 25 tại nhà riêng. Cảnh sát đã chính thức xác nhận cái chết của Sun Li là do tự tử. Sun Li tên thật là Choi Jin Ri, là cựu thành viên của nhóm nhạc nữ Hàn Quốc EXO. Nhờ ngoại hình dễ thương cùng tài năng diễn xuất, Sun Li dễ dàng có những bước đi nghệ thuật đầy thuận lợi. Thời điểm hoàng kim trong sự nghiệp, nữ ca sĩ này thậm chí còn được công chúng ngợi ca là ngọc nữ kiểu mẫu, tình đầu quốc dân của xứ sở kim chi. Tuy nhiên, đến năm 2014, Sun Li tạm thời rút lui khỏi làng giải trí do những rắc rối trong sự nghiệp. Quản lý của cô cho biết, nữ ca sĩ đã phải chịu chứng trầm cảm trong thời gian dài, chịu nhiều cú sốc và tổn thương từ những lời miệt thị từ cư dân mạng. Sau thông tin Sun Li qua đời tại nhà riêng, báo giới và người hâm mộ xứ Kim Chi đã lật lại chương trình thực tế dành riêng cho cô và bàng hoàng nhận ra rằng, trong vài tháng gần đây, nữ nghệ sĩ liên tục chia sẻ về áp lực của một người nổi tiếng. Cô từng nói rằng cảm thấy vô cùng cô đơn, rằng bản thân kiệt sức rồi nhưng không một ai lắng nghe cả. Cô bị ám ảnh khi trở thành người nổi tiếng, cô ghét bị ánh nhìn soi mói. Cuộc sống đầy áp lực và mệt mỏi khi là một người nổi tiếng cũng được xem là một trong những nguyên nhân dẫn đến những vụ tự tử của một số nghệ sĩ Hàn Quốc.